Chào các bác nhé, hôm nay mình lên chiếc Isuzu GTA 320 này. Ngừng bán chiếc 320 nhé, chiếc 320 đã có chủ mới rồi. Hôm nay mình sẽ lên video cho anh khách ở dưới Quảng Ngãi, anh nên xem, nên lấy con này GTA 320, đang làm mái che cho nó đây. Ừ, cái sắt này dày nên nói che. Đang làm bể, bể để kéo mọc này. Bể đít để kéo mọc này. Đưa cục lốc hơi lên đây, lạp, đưa cục lốc hơi lên đây luôn. Bỏ vào đây để làm hơi cho đầu. Ủa bảo thay quạt lốp trước mà chưa thay à? Thế bảo thay cặp lốp à? Thay lắp lốp trước à? Có lốp chưa? Hả? À bỏ có chiếc 337 kia hả? Thế tạm thời thì chưa có thì mình đắp sang là đúng thôi, nó bằng nhau mà. 320. Động cơ Isuzu. Đây này, đưa cục lốc. Đưa cục lốc lạnh lên đây nhá, cục lốc. Làm cái bệ để cái móc, nồi móc. Đưa cục lốc hơi, đưa cục lốc lên đây này. Đặt cục lốc vào đây. Đang. Ồ cái con cái cục tắt máy này nó có hoạt động ok không? Được. Cục này cục cục độ hả? Thì tắt khóa, tắt khóa hay là ấy? Cục tắt khóa luôn à? Được đấy chứ. Bộ của một chục Trung Quốc. 120. Ngừng bán em nói nha. Chiếc này để đưa về Quảng Ngãi. Được cặp lốp sau của nó thì còn khá đẹp. Đưa về Quảng Ngãi để chở keo. Những cái da này còn cao nguyên này. 12426. Còn 12426 nữa này. Cầu thì bình thường thôi. Làm lúc đầu thì cũng bắt cục lốc hơi đây này. Nhưng mà cục lốc hơi đưa lên đầu đặt cho nhanh. Bỏ cái này đi. Cục số này hộp số của Đông Phen nhé. Cục số Đông Phen 5 tấn. Và bình hơi này. Là bình hơi đây, thắng hơi đây. Lên thắng hơi nha. Dạ lên thắng hơi luôn. Tùy đôi. Cầu 3 tấn rưỡi. Có hai cục lốc đây rồi này. Chưa có ráp ống thôi. Giúp toàn bộ nhíp dày hết nhá. Giúp một phần 2, toàn bộ 1 phần 2, phần 1. Nhíp dày hết. Chị sơn lên lại, không mở hai lớp. Đây mở là một lớp này, đây một lớp trong nữa này. Làm mở hai lớp để chở cát, để chở vật liệu xây dựng, thì chở đất đồ thứ hai. Thôi chào các bác nha, để cho bác xem qua vậy thôi. Chiếc TA32 bán rồi.